Người đâu? Dẫn tôi đi gặp ta. Đây, đây, đi mau. Đi. Các người làm gì vậy? Đây. Cẩn thận nha, từ từ, từ từ. Có chừng nha. Tuần diễn tướng quân, ngài cho gọi tôi có chuyện gì? Chu Đại Lực, thật không ngờ ngươi là hạng người như vậy. Tuần diễn tướng quân, ngài nói vậy tức là sao chứ? Tôi nghe không hiểu gì hết. Người tư thông qua khấu, thông địch bán nước, chứng cứ rành rành, ngươi còn gì để nói nữa không? Trời ơi tướng quân, ngài đổ quan cho tiểu nhân rồi, mặt mũi qua khấu ra sao tôi còn chưa biết. Tội danh thông tư qua khấu này từ đâu mà có vậy không biết nữa. Còn dám xảo biện. Dư Kỳ Quan đã bị người hại chết đúng không? Hả? Vậy sao hay không vậy? Chuyện này... Trời ơi quan ức quá, quan ức quá đi mà. Thiệt tình là quan ức quá mà. Tôi chỉ truyền tin, nhưng mà ai ngờ đó là tình báo giả. Trúng kế của qua khấu, hại Dư Kỳ Quan phải thân vong. Trong lòng tôi cũng tức là day dứt. Tôi chỉ muốn dùng cái chết để tạ tội thôi. Nhưng mà tướng quân à, tôi chết có tác dụng gì đâu. Nếu có chết của tôi khiến cho linh hồn của Dư Kỳ Quan trên trời thấy an ủi thì tôi chết 100 lần cũng đáng nữa. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là tìm một gian tế. Hắn mới là tên đáng chết nhất trong chuyện này đó. Phải đó, nói vậy đúng là rồi. Có đúng không vậy? Đúng phải không? Vậy vào đêm hôm qua, ngươi đã đi gặp mặt qua khấu. Ngươi giải thích thế nào đây? Tướng quân à, vào đêm hôm qua tôi trực đêm ở khúc tầng hòa khúc đại nhân, không rời khỏi nửa bước luôn. Chú Đại Lực, người nói dối. Chính mắt ta đã nhìn thấy. Ngô Tam Đồng, tôi chỉ là một hộ vệ thấp bé, lúc nào huynh cũng chống đối tôi. Ê, tối qua tất cả những người ở trong phủ đều thấy tôi trực ban, không tin là huynh có thể hỏi họ mà, đúng không? Ngươi và khúc tầng hòa là cùng một bọn với nhau, ta hỏi ông ta thì được kết quả gì chứ? Tôi đã hiểu rồi. Thì ra các người đang chống đối khúc tần qua. Tôi còn cho là Tuần Diện tướng quân là một vị quan tốt. Ai mà ngờ cũng đâu có khác những tên hôn quan vô dụng trên quan trường. Các người làm quan chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, sao bắt chúng tôi phải làm kẻ chết thay? Tại hạ bị quan, tại hạ không phục. Hắn nói hắn bị quan đi, sao không phục là sao? Đúng, sao không có đâu. Phải không? Không có đúng đâu. Nè, ngươi chỉ toàn nói dối, đảo lộn trắng đêm. Ngô Tam Đồng, ngươi đừng đổ quan cho người tốt. Nói không bằng không chứng, lấy bằng chứng đi. Đôi mắt của ta chính là bằng chứng. Tôi khinh, ngươi đang ngậm máu phun người. Ta giết ngươi. Ở đây, giết đi, giết đi. Đủ rồi, bỏ ra. Xin lỗi, là chúng tôi đã nhầm lẫn. Tuần Diện tướng quân, nếu đã là vậy, Chu Đại Lực tôi xin được cáo từ. Đắc tội nhiều rồi. Hầu ca, không để hắn đi dễ dàng như vậy. Nhưng hiện giờ trong tay chúng ta đích thực không có bằng chứng, nên phải để cho hắn về trước. Tôi đã có cách. Ngươi là ai vậy? Sao hả? Mới mấy ngày đã không nhận ra ta sao? Ngươi, thật ra ngươi là ai? Đừng có giả ma giả quỷ nha. Ngày nào chưa tìm được người đã giết ta, thì ngày đó ta chưa được yên nghỉ. Dù có phải biến thành ma, ta cũng phải ở lại nhân gian này, khiến cho người đã giết ta không có ngày nào được yên. Vậy ngươi đi tìm hắn đi, tìm ta làm gì chứ?
Ngươi không biết, sau khi con người chết, âm gian sẽ có một tấm kiến thần chuyển luân, sẽ biết được những chuyện còn sống muốn biết. Ta không đi tìm ngươi, ta phải tới tìm ai đây? À? Cũng không thể trách tôi được đâu. Tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Hả? Tại sao là bất đắc dĩ? Tôi bị người ta khống chế. Tôi cũng chỉ không còn cách nào khác mà xin đại nhân tha mạng. Vì đại nhân, ngài làm ơn tha mạng cho tôi đi. Tôi không muốn giết ngài đâu. Tội của tôi thật đáng chết, xin ngài tha mạng cho tôi. Hãy tha cho tôi đi, làm ơn, tôi lại mà. Làm ơn, tha mạng cho tôi đi. Làm ơn, đại nhân. Làm ơn, tha mạng cho tôi đi mà. Trời ơi. Hãy nhìn xem cho rõ ta là ai đi. Tuần Diễn tướng quân. Ngài. Chu Đại Lực, ngươi còn gì để nói nữa không? Ngươi hại chết Dưới Kỳ Quan. Ngươi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Ngươi giỏi lắm Tuần Diễn tướng quân. Đây, đây. Dưới Kỳ Quan, quân ở trên trời của Linh Thiên có thể yên nghỉ rồi. Trời ơi, người nào đã đọc hết Cỏ Bông Gà đã mọc trên núi này vậy trời? Không lẽ là huynh ấy? Không ổn, Tẩu Di Thượng Sách. Đã lâu không gặp. Ngươi vì tên Cẩu Hoàng Đế mà nửa đêm nửa hôm lên núi hái thảo dược như vậy, chẳng lẽ ta không biết đợi ngươi ở đây hay sao? Mau giao hai bảo bối ra thì ta sẽ nghĩ lại, tha chết cho ngươi. Đưa đây. Sư huynh của đệ ơi, quả nhiên đệ đã đoán không sai, thật là huynh rồi. Huynh đã đọc hết Cỏ Mồng Gà mọc đầy trên ngọn núi này. Dù cho đệ không lấy được 6 mồng gà, chẳng lẽ huynh không nghĩ sau này có người trúng ngã nhiếp tâm thì không thể nào giải được hay sao? Ta bỏ ngải, không bao giờ giải ngải. Đưa đây. Hey, bao nhiêu năm qua huynh vẫn không thay đổi gì, nhưng mà cũng có thay đổi. Thay đổi càng ngày càng ích kỷ. Huynh cả gan dám bỏ ngải vào hoàng thượng, mà huynh không sợ hại chết thiên hạ hay sao? Đưa Ngũ Thần Phổ đi, ta để cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Đưa đây. Cũng được, muốn lấy Ngũ Thần Phổ, vậy thì huynh hãy bắt đệ trước đi rồi tính ngang. Được. Không có sâu mồm gà, nhất định phải dùng nỗ lực của Ngũ Thần Phổ quá giải nảy độc trong người của hoàng thượng. Lúc đó nguyên khí của ngươi sẽ hao tổn hết, đó chính là cơ hội tốt cho ta giết ngươi. Phủ Nha Đại Châu. Khúc đại nhân, không biết ngươi dùng cách gì, vào tối hôm nay nhất định phải giết Chu Đại Lực trong đại lao. Đại nhân yên tâm, miệng của ngươi chết là kín nhất. Đi đi. Cáo từ. Anh Cam, Cam, giờ này mới có cơm, đâu muốn chết luôn à. Người nào phái người tới, đừng có hỏi nhiều. Đại nhân muốn người chết thì ngươi phải chết. Đại nhân là họ Phương hay là họ Khúc đây? Đi hỏi Diêm Vương đi. Thank you.
Hả? Tại sao lại là xác người? Chú Đại Lực đâu? Chú Đại Lực đâu? Chú Đại Lực đâu? Tại sao không thấy hắn đâu? Ta đang hỏi ông đó. Để ta xem ngươi chạy được đi đâu. Chú Đại Lực, ngươi còn mặt mũi lên đảo Bích La sao? Điều tại tình báo giả của ngươi mà hại bao nhiêu võ sĩ. Tình khốn kiếp này giết chết ngươi. Chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Đa tạ đại thủ lĩnh. Đa tạ đại thủ lĩnh. Chỉ cần ngươi hết lòng làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đại thủ lĩnh, tôi xin thề với lương tâm, lần này tôi thật lòng thật dạ tới đầu quân cho ngài mà. Có thật lòng hay không ta có thể nhìn ra. Ta hỏi ngươi, dạ, có cách nào để giết được tên Từ Tử Hào không? Đại thủ lĩnh, tên Từ Tử Hào trong doanh trại có người bảo vệ cho hắn rồi. Muốn giết hắn không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tiểu nhân cho là chỉ có thể dụ hắn ra khỏi đó và nghĩ cách trừ khử hắn mới là cách tốt nhất đó. Nói. Dạ. Ta hỏi ngươi, có cách nào để dụ hắn ra khỏi đó hay không? Nói. Đại thủ lĩnh, hiện giờ công chúa Đại Minh đang ở trong quân doanh. Chúng ta có thể đi bắt cô ta, dụ Từ Tử Hào tới và bắt hắn ta luôn. Là nữ nhân thường xuyên ở bên cạnh hắn sao? Dạ phải. Tiểu Giả Quân, có đi bắt nữ nhân đó về. Tiểu Giả Quân, đi bắt một nữ nhân chắc là ngươi sẽ làm được chứ? Đã lâu không ra ngoài chơi rồi. Qua đó xem đi. Ấy mama, mà xem cái đó kìa. Hôm nay thời tiết đẹp thiệt. Nhìn kia. Cái này đẹp quá. Cái này cũng đẹp nữa. Bao nhiêu tiền đi? 50 quan. Bà có đem tiền không? Không có. Quá coi giải đi. Ấy, phu nhân của mình không cần mua đâu, đi thôi. Đi thôi, không đem tiền mà mua gì chứ. Hỏi đã không mua. Mau. Mau lên. Mau. Mau lên, mau lên. Đi. Chú chạy đi con ơi. Xảy ra đi, chạy đi. Bọn qua khấu các ngươi giữa ban ngày ban mặt đã chém giết ở đây. Lần trước ta cho bọn ngươi bài học vẫn chưa đủ sao? Nói xong chưa vậy? Lên. Với cả đám không biết lượng sức các ngươi. Các ngươi đúng là không biết lượng sức mà. Có biết ta là ai hay không? Ta chính là đại đoạn cao thủ Phạm Mama. Ôi công chúa. Công chúa. Chạy đi. Chạy đi. Cô chạy tới đâu? Ta chạy theo tới đó đó. Người đuôi hả? Là hẻm cục đó. Vậy thì hay rồi. Đừng có qua đây nha. Tôi không được qua đi. Mama. Tử Hào ca ca. Tiểu Giả Thứ Lan, ngươi cũng thật là dũng cảm, còn dám tới đây. Hòa Thượng Thúi, ngươi lại tới gây rối nữa sao? Ngươi đúng là lòng phàm chưa dứt đó. Chuyện của ta chưa tới lượt ngươi phải lo. Như Cầm, đứng sang một bên, nhìn cho kỹ huynh xử lý tên khốn này như thế nào. Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi.
Đánh hắn đi. Ủa, mình muốn hù chết ta hả? Ủa, mấy cái tên khốn này đã bị chúng ta đánh tơi bời mà còn dám quay lại nữa hả? Hả? Qua đây, qua đây. Sao? Người ta đang đánh nhau. Quynh thấy tới lượt của Quynh được hả? Cứ để họ đánh nhau đi, cùng chúng ta xem tu. Ờ, được, 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 phải ha, họ chút coi. Ngươi cũng thật là dũng cảm, còn dám tới đây. Hòa thượng Thúi, ngươi lại tới gây rối nữa sao? Ngươi đúng là lòng phàm chưa dứt đó. Chuyện của ta chưa tới lượt ngươi phải lo. Như Cầm, đứng sang một bên, nhìn cho kỹ Quynh xử lý tên khốn này như thế nào. Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Đánh hắn đi. Ủa, Quynh muốn hù chết ta hả? Ủa, mấy cái tên khốn này đã bị chúng ta đánh tơi bời mà còn dám quay lại nữa hả? Hả? Qua đây, qua đây. Sao? Người ta đang đánh nhau, Quynh thấy tới lượt của Quynh được hả? Cứ để họ đánh nhau đi, cùng chúng ta xem tu. Ờ, được, 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 phải ha, họ chút coi. Là cái gì vậy? Tử Hào ca ca, Quynh đã đánh hắn bỏ chạy, Quynh lợi hại nhất đó. Quynh đã đánh kẻ xấu chạy mất rồi. Nhà đầu này, đừng có đi lung tung, chỉ biết gây rắc rối. Tâm Đồng, hả? Về quân doanh. Ờ. Ai? Chỉ biết gây rắc rối thôi à? Quynh dám. Ừ. Sợ đây bị cháy vậy? Hả? Công chúa, cô không sao thì hay quá rồi. Mama, hả? Ta không sao, ta không có bị sao. Phải hết. Đó. Bà tới sớm thiệt đó. Tôi cũng đã đánh mấy tên qua khấu mà. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nếu không tại tên Hòa Thượng Thú đã cản trở, tôi đã bắt được cô ta rồi. Đại Tu Lĩnh, xin bớt giận. Chuyện này không thể trách tiểu giả Thứ Lan. Bên cạnh công chúa lúc nào cũng có cao thủ bảo vệ, người bình thường rất khó đến gần cô ta. Ta cần những người như các ngươi có ích gì chứ? Đại Thủ Lĩnh xin bớt giận, tiểu nhân đã nghĩ ra một cách rồi. Nói. Đại Thủ Lĩnh, hả? Thứ ấy, ai viết thư tình cho ta vậy? Chu Nhược Cầm. Mama, mama. Hả? Có chuyện gì? Ta nhận được một lá thư kêu ta tới khách điếm, chỉ đi một mình, có quân tình cần phải báo. Bà coi. Thư. Người đưa thư đâu? Không nhìn thấy. Ta muốn đi. Không được đi. Là ai đưa thư cô cũng không biết. Rủi là cái bẫy thì tính sao? Cô khờ hả? Bà khờ thì có đó. Bà không thấy trong này viết gì hả? Cần báo quân tình quan trọng, chuyện này giúp ích được cho Tử Hào ca ca. Là cái bẫy ta cũng phải đi nữa. Ta phải đi. Cô. Ba. Có người nhờ tôi đưa cái này cho cô nè. Ờ, đa tạ. Dạ. Đừng có che nữa, người ta nhìn thấy hết rồi. Hả? Làm sao phát hiện được?
Ta trốn kỹ lắm rồi mà. Lộ liễu như vậy người nào mà không thấy chứ. Hay là bà đi chỗ khác đi mà. Không được. Sao tôi đi chỗ khác được chứ? Công chúa, tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ đó. Cô nghĩ xem, hắn có quân tình quan trọng muốn báo cô biết, nhưng mà lại che giấu không dám gặp mặt cô. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Mau về thôi. Ngồi xuống. Ta cũng cảm thấy rất là kỳ lạ đó. Nhưng hắn đã nói là có quân tình quan trọng, chỉ cần giúp được Tử Hào ca ca, dù có hơi lạ ta cũng muốn tìm hiểu. Mà đừng khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi, chắc chắn. Khách quan, mời. Ta đi đây. Đi theo ta. Dạ mời, lối này. Hả? Tiểu thư. Tiểu thư. Chết rồi. Đã trúng kế. Chết rồi công chúa. Mời công chúa. Mời. Di thần tham kiến công chúa. Hóa ra là ông muốn gặp ta. Dạ. Mời công chúa. Tham kiến công chúa. Mời công chúa thượng tọa. Mời công chúa. Công chúa đi đường vất vả, quan lâm hàng xá, cùng hạ nhân bàn bạc chuyện tiêu diệt Hoa Khấu, là do công chúa quan tâm Đại Minh. Đó là phước của vạn dân Đại Minh. Khúc Tần Hoa, nếu là tân bốt thì xin miễn đi, có gì cứ nói thẳng ra. Được được. Chuyên là vậy. Hạ quan nhận được một tin tình báo, có thể tiêu diệt được tất cả đám Hoa Khấu. Hạ quan cho rằng những chuyện như vậy chỉ có thể thương lượng với công chúa, có đúng không? Là tình báo gì? Công chúa đừng vội, lát nữa tự động có người tới báo mà. Có điều tôi dám nói, có được tình báo này chắc chắn Hoa Khấu sẽ bị tiêu diệt sạch hết. Tới chừng đó, công chúa và tuần viện tướng quân là đệ nhất công thần của triều đình. Công chúa, mời cạn chung này coi như chúc mừng. Mời mời mời. Chờ đã. Hả? Ông không có gạt ta chứ? Công chúa, coi công chúa kìa. Tôi gạt ai chứ làm sao dám gạt công chúa, đúng không? Thách ông cũng không dám gạt ta. Rượu rất là ngon. À, vậy sao? Nào 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 nào, rót đầy vào. Dạ. Công chúa thấy sao hả? Thì cũng ngon. Nào 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 nào, rót rót. Người ông nói chừng nào mới tới vậy? Cũng sắp về rồi ha. Đây 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 đây, uống rượu ăn thức ăn đi ha. Chung cuối cùng nha. Mời mời mời. Ha.
sao lại chóng mặt vậy? Xíu rồi. Xong chưa hả? Đã làm xong. Tốt lắm. Nhanh lên, nhanh lên. Công chúa, đứng lại. Cảm ơn ta lại. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, công chúa. Chúng ta sẽ từ đây. An Ngưu, không hay rồi, không hay rồi. Mama có chuyện gì? Công chúa đã bị Hoa Khấu bắt đi rồi. Hả? Chuyện này là sao? Công chúa do công rất yếu nên đã bị tên tiểu giả Thứ Lan gài bẫy bắt đi rồi. Đợi hiến công. Hả? Theo tôi đi diện binh, tôi phải công đánh đảo Bích La. Tướng quân, cậu thống lĩnh hàng vạn quân, chiến hạm Thiên Long vẫn chưa hoàn thành. Chiến hạm thông thường không có quả lực mạnh, ngang nhiên tới đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Đỗ Hiến Công, vậy đi, ông cứ ở lại, một mình tôi sẽ tới đó cứu người. Một mình tới đó lành ít dữ nhiều. Còn nghĩ coi, chẳng may Hoa Khấu tấn công lần nữa, trong quân không có chủ tướng, ai sẽ dẫn dắt mọi người đây? Nhưng mà tôi không thể đứng nhìn như cầm cổ. Tướng quân, tướng quân, có người gửi thư. Tiểu giả Thứ Lan, trong thư đã nói cái gì vậy? Hắn hẹn tôi vào giờ ngọ ngày mai, chỉ được đi một mình tới Hảo Vọng Giác ở gian biển. Nếu dẫn theo người tới đó, tính mạng của Nhược Cầm sẽ khó giữ. Đi mau, vô, đi mau. Ê, nhanh lên. Cô gái này quả nhiên đã quen được nương chiều, lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, lại còn da dẻ mịn màng nữa, còn bướng bỉnh nữa chứ. Không được đụng ta, tránh ra đi, đừng đụng ta. Hạnh Tử, cô làm gì vậy? Tôi nhìn không quen những chuyện như vậy. Cổ là kẻ thù, sao cô bảo vệ cổ? Ra ngoài. Ra ngoài. Cô lại giúp ta chứ? Tôi chỉ muốn giúp Từ Tử Hào thôi. Anh Hương, huynh không được đi. Huynh đi như vậy là nạp mạng đó. Tránh ra. Tôi không tránh. Tôi kêu tránh ra. Tôi không tránh. Hòa thượng ngốc, tỉnh táo lại giùm đi. Đây là âm mưu, huynh nhìn không ra sao? Anh Hương à, cậu nghĩ thử đi,
Nếu cậu không có ở đây, trong quân không có ai trấn giữ, Hoa Khấu sẽ tấn công. Nhất định phải cứu công chúa, nhưng phải nghĩ cách về an toàn. Không còn kịp nữa. Đồ Hiến Công, tôi và Như Cầm chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tình như huynh muội, tôi không thể bỏ mặc cổ không lo. Nè, anh Lung, huynh làm vậy không cứu được cô ấy đâu. Ôi trời ơi. Phạm An Ngưu đi rồi. Chúng tôi không cản được huynh ấy. Chúng ta cũng phải đi. Hả? Không những chúng ta đi, mà phải dẫn theo Tịch Không sư phụ đi chung nữa kìa. Nhưng Đỗ Hiến Công, trong quân xin nhờ vào ông. Mọi người bảo trọng. Được, đi. Đi.